Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 32. Chương 311: Những hồn ma nữ vất vả. Họ cẩn thận hấp thụ dương khí, không gây ra tai họa, sợ nhất là thu hút các tu sĩ chính đạo. Không ngờ sợ gì đến nấy, mà lần này đến lại là vấn đạo tông mạnh nhất trong chính đạo. Nghe nói các tu sĩ chính đạo rất căm ghét yêu ma quỷ quái, thấy một con giết một con. Rơi vào tay bọn họ còn có thể sống sót được sao? Không hại người. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Nhiệm vụ ghi rõ ràng, các ngươi hút dương khí của người khác, khiến đối phương tinh thần mệt mỏi, cả ngày uể oải, chẳng lẽ đều là giả sao? Nữ quỷ mặc áo trắng sắp khóc đến nơi, thật sự không có. Chúng ta hấp thụ dương khí đều rất có chừng mực, chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ dương khí. Sẽ không ảnh hưởng đến con người, mà chúng ta hấp thụ dương khí chuyện này đã được ghi vào hồ sơ của trấn trưởng rồi. Chúng ta cũng biết hấp thụ nhiều sẽ ảnh hưởng đến con người, như vậy thì lần sau ai còn đến nữa. Hút sạch một lần còn hơn hút nhiều lần, chúng ta hiểu đạo lý tận diệt. Khoan đã, trấn trưởng biết chuyện này sao? Không chỉ trấn trưởng, những người lữ hành trong trấn đều có thể làm chứng. Nữ quỷ mặc áo trắng nói một cách chắc chắn. Lục Dương và bốn người bị lời nói của nữ quỷ mặc áo trắng làm cho bối rối. Thật, không lừa các ngươi, vừa rồi ba tỷ muội chúng ta đi từng khách sạn gõ cửa, hỏi có cần phục vụ không, phục vụ một vòng mới về, thì thấy ba vị hiệp khách nằm trong miếu. Chúng ta thấy ba người các ngươi dương khí khá thịnh vượng, nên muốn hấp thụ một chút dương khí của các ngươi, làm kết thúc cho đêm nay. Lục Dương, các ngươi còn cung cấp dịch vụ tận nhà nữa à? Tần Nghiên Nghiên còn kinh ngạc hơn cả Lục Dương, đây chính là Hồng Trần hả? Ngươi nói trấn trưởng biết chuyện này, các ngươi dám theo chúng ta đến gặp trấn trưởng không? Lý Hạo Nhiên không tin lời ma quái của họ, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kinh hoàng trong biểu cảm của họ. Thật đáng tiếc, không có. Bốn người, ba hồn ma chờ trong ngôi miếu đổ nát suốt một đêm, khi trời vừa sáng vừa tối, mặt trăng đang dần tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, chuyển sang thành mặt trời, thì lên đường đến chỗ trấn trưởng. Trấn cổ hòe nổi tiếng với cây hòe có ở khắp mọi nơi, đều là những cây có tuổi đời cao, cây hòe già to nhất, ba người Lục Dương ôm không xuể. Nữ ma mặc áo trắng tự xưng là Tiểu Thất, cô ta nói rằng cây hòe già này đã có lịch sử hàng ngàn năm, còn lớn hơn cả tuổi của trấn cổ hòe. Cây hòe thuộc âm, không khí của cả thị trấn u ám, rất mát mẻ, là nơi tránh nóng lý tưởng vào mùa hè. Trong số những thị trấn mà Lục Dương từng đến, trấn cổ hòe được coi là lớn nhất. Hơn nữa, trấn cổ hòe một phen tươi tốt, tương lai còn lớn mạnh hơn nữa. Nói rõ thân phận của bốn người với nha môn, trấn trưởng nhanh chóng ra đón, trấn trưởng có phần giàu có, vẻ mặt luôn tươi cười với mọi người. Không ngờ là đạo trưởng của Vấn Đạo Tông lại đến đây, thật là thất lễ quá. Trấn trưởng vừa gặp đã, xin lỗi, thái độ rất khiêm nhường. Lục Dương để ý thấy, trấn trưởng có tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Trấn trưởng để ý thấy ba hồn ma nữ đằng sau bốn người, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, khách sáo nói, ta họ Phạm, tên quý nhân, chư vị cứ gọi ta là Tiểu Phạm là được. Mời bốn vị vào trong. Phạm trấn trưởng khách sáo quá rồi. Lục Dương nhấp một ngụm trà mà Phạm trấn trưởng rót, khẽ gật đầu, ừm, không biết là trà gì. Lý do chúng ta đến đây, có lẽ Phạm trấn trưởng cũng rõ, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc của ba hồn ma nữ này. Quả nhiên là vậy. Phạm trấn trưởng cúi đầu thở dài, thành thật mà nói, ông ta không muốn nói về chuyện này lắm, nhưng người của Vấn Đạo Tông đến hỏi, ông ta không nói cũng không được. Phạm trấn trưởng có biết chuyện ba hồn ma nữ này hút dương khí của người không? Lục Dương đi thẳng vào vấn đề. Biết chứ. Lúc đầu có khách du lịch đến đây báo án, nói rằng ở ngôi miếu đổ ngoài trấn có hồn ma nữ hút dương khí của người. Sau khi nghe tin này, ta thấy chuyện này còn ra thể thống gì nữa, lập tức dẫn người đến đi xem tình hình. Đến ngôi miếu đổ, ta mới biết Tiểu Thất cùng ba hồn ma không phải là loại ma quỷ hút hết dương khí của người trong một lần, mà là những hồn ma tốt không có ý định hại người. Lúc đó trấn cổ hòe vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ, ta muốn phát triển ngành du lịch, tăng thu nhập cho thị trấn, nhưng chỉ dựa vào một đống cây hòe thì không thể thu hút được người đến. Ta suy nghĩ hồn ma nữ,
để lo lắng xảy ra chuyện, ta còn cố ý tra cứu điều luật, phát hiện ra rằng điều luật cấm hồn ma nữ hút dương khí không được làm hại người, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, chứ không hoàn toàn cấm hồn ma nữ hút dương khí. Hồn ma nữ hút dương khí không tính là mại dâm, điều này có nghĩa là khách du lịch thậm chí không cần phải trả tiền. Hơn nữa, trong quy định thuế cũng không nói rằng hồn ma hút dương khí phải nộp thuế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta chọn dùng hồn ma nữ làm chiêu bài quảng cáo, tuyên truyền cho trấn Cổ Hòe. Ngươi đừng nói, hiệu quả còn khá tốt, có không ít khách du lịch đến đây tìm kiếm cuộc phiêu lưu lãng mạn. Thu nhập của thị trấn tăng lên trông thấy, tài chính địa phương khởi sắc, quận có thưởng, ta cũng dư giả, thuận lợi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Ban đầu quận có ý định đề bạt ta, nhưng ở đây làm trấn trưởng, có ăn có uống có linh thạch, không hơn làm tay sai ở quận, nên ta đã từ chối. Cho dù thăng chức lên quận, cũng phải đợi đến khi ta đạt kim đan kỳ mới đi. Phạm trấn trưởng có kế hoạch rất rõ ràng cho con đường chính trị của mình. Chương 312, phụ thân ngươi là giáo chủ ma giáo, 1. Ba hồn ma nữ nghe xong liên tục gật đầu, tỏ vẻ họ vô tội, là hồn ma tốt. Khoan đã, nếu đây là chuyện tốt, vậy thì ai đã cầu cứu tông môn của chúng ta, nói rằng ở đây có hồn ma nữ? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc, nhiệm vụ lần này không phải do tông môn phát hiện, mà là có người tố cáo với Vấn Đạo Tông. Đối thủ cạnh tranh, ngành này còn có đối thủ cạnh tranh nữa sao? Phạm trấn trưởng cũng kinh ngạc, ông ta còn tưởng rằng Lục Dương và ba người kia tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra có hồn ma nữ ở đây, thuận tay diệt trừ yêu ma. Sao lại có người tố cáo chứ? Phạm trấn trưởng có manh mối gì không? Vẫn chưa. Đúng rồi, ta có thể hỏi là nhiệm vụ có nói như thế nào không? Có nghĩa là ở trấn Cổ Hòe có hồn ma nữ hút dương khí của người, khiến các thư sinh kiệt sức, ủ rũ không phấn chấn. Phạm trấn trưởng sắc mặt kỳ lạ. Phạm trấn trưởng có biết chuyện gì không? Phạm trấn trưởng gật đầu, nhà Chu Tú Tài có một người con trai, mọi người đều gọi là Tiểu Chu học hành bình thường, thi Tú Tài mấy lần đều không đỗ. Nhưng mẹ của Tiểu Chu luôn cho rằng là do Tiểu Chu suốt ngày đi tìm hồn ma nữ, bị hồn ma nữ làm phân tâm, kiệt sức, không học hành nghiêm túc. Mẹ của Tiểu Chu đến tìm ta, hy vọng ta trừng phạt hồn ma nữ, nhưng trình độ học vấn của Tiểu Chu thì ai cũng thấy rõ. Bản tính ham chơi, học không vào, căn bản là không liên quan gì đến hồn ma nữ. Ta chỉ coi như bà ta vô lý ngang ngược, không để ý đến bà ta. Sau khi mẹ Tiểu Chu đi, lại có mấy người đổ lỗi cho hồn ma nữ vì con mình không đỗ đạt, ta đều bác bỏ hết. Không ngờ họ không chịu buông tha, báo chuyện này lên Vấn Đạo Tông. Phạm trấn trưởng thở dài, chuyện này Tiểu Thất và ba người đã rất cố gắng rồi. Tiểu Thất mặc áo trắng nói, ba tỷ muội chúng ta sợ chuyện lớn, để chính đạo biết đến sự tồn tại của chúng ta, nên đã gọi những thư sinh học kém trong thị trấn đến miếu, giảng bài cho họ. Ba tỷ muội chúng ta khi còn sống đều là con nhà thư hương, dạy họ thì dư xài. Nếu học tốt thì sẽ được thưởng, nếu học không tốt thì không được thưởng. Dưới cơ chế thưởng phạt này, thành tích của họ tiến bộ vượt bậc. Lục Dương đánh giá ba hồn ma nữ từ trên xuống dưới, hồn ma nữ mặc áo đỏ môi sưng như xúc xích, tạm thời không nói đến. Hồn ma nữ mặc áo trắng và hồn ma nữ mặc áo xanh có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, mỗi người một vẻ, trong tình huống như vậy mà đám thư sinh kia lại học được. Ồ đúng rồi, học không vào thì không được thưởng. Các thư sinh cũng sẵn lòng học theo cách này. Lấy hôm qua làm ví dụ, trời mưa to 10 năm không gặp, ban ngày tối như ban đêm, Tiểu Chu và những người khác vẫn sẵn sàng. Bất chấp mưa gió đến nghe chúng ta giảng bài, học đến khi mưa tạnh, Tiểu Chu và những người khác mới mệt mỏi rời khỏi miếu. Không ngờ chúng ta đã nỗ lực như vậy, vẫn bị cha mẹ của họ tố cáo. Tiểu Thất cảm thấy cuộc sống thật gian nan, sống cũng không dễ dàng, chết cũng không dễ dàng. Lục Dương tóm tắt, vậy nên ban ngày các ngươi mở lớp tư thục, giảng bài cho học sinh, ban đêm lang thang khắp thị trấn, đến khách sạn hấp thụ dương, khí. Đúng vậy, Lục Dương và ba người kia nghe xong đều cảm thấy xấu hổ, hồn ma nữ còn chăm chỉ hơn cả ba người họ. Tần Nghiên Nghiên nghe xong thì kinh ngạc, hóa ra yêu quái đều như vậy sao? Tiểu Thất tiếp tục nói, không chỉ vậy, chúng ta hấp thụ dương khí còn phải nộp 7 phần, chỉ còn 3 phần là của chúng ta. Hả? Các ngươi nộp cho ai? Lục Dương thắc mắc, triều đình không cần dương khí. Là cấp trên của chúng ta đều gọi ông ta là Mễ Đại Nhân,
Mễ đại nhân còn nói ở trấn cổ hoè có bảo vật gì đó do giáo chủ đời trước để lại, bảo chúng ta chú ý một chút. Nghe Tiểu Thất nói, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không khỏi quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, ánh mắt kỳ lạ. Có vẻ như ở đây có một giáo chủ đời trước. Này này này, nhìn ta làm gì? Lý Hạo Nhiên tức giận nói. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thu hồi ánh mắt, cũng đúng, cũng không quy định chỉ có Cửu U giáo mới có giáo chủ đời trước, Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo đều có thể. Hơn nữa, Tần Hạo Nhiên nghèo đến mức bị chủ nợ truy đuổi, không giống như người có thể để lại bảo vật. Mễ đại nhân là ai? Giáo chủ đời trước mà Mễ đại nhân nhắc đến là ai? Bảo vật để lại là gì? Tần Nghiên Nghiên đưa ra một loạt câu hỏi. Toàn bộ Trung Châu, chỉ có thể có chức, giáo chủ, chỉ có bốn ma giáo, ồ không đúng, là ba ma giáo. Mễ đại nhân này có lẽ là thành viên của ba ma giáo kia. Tiểu Thất bị vẻ mặt của Tần Nghiên Nghiên làm cho sợ hãi, lắc đầu nói, không biết, Mễ đại nhân và chúng ta là liên lạc một chiều. Ông ta đã hạ cấm chế vào linh hồn chúng ta, khiến chúng ta phải nghe theo lời ông ta. Mễ đại nhân rất ít khi nói chuyện với chúng ta. Mỗi lần Mễ đại nhân đến thu dương khí, đều hỏi chúng ta ở trấn cổ hoè có xảy ra chuyện kỳ lạ nào không, hoặc tìm thấy thứ kỳ lạ nào không. Tiểu Thất và ba người không biết thân phận của Mễ đại nhân. Phạm Trấn Trưởng cũng giật mình, ông ta biết Tiểu Thất ba người là thuộc hạ của Mễ đại nhân, nhưng không biết Mễ đại nhân là người của một trong ba ma giáo. Nếu ông ta biết, thì tuyệt đối không dám dùng Tiểu Thất và ba người kia để tuyên truyền. Dù có vì thành tích mà làm thế nào đi nữa, ông ta cũng không dám liên quan đến ba ma giáo. Nghe nói theo sự sụp đổ của Bất Hủ giáo, nhiều quan chức vì thành tích mà hợp tác với Bất Hủ giáo đã ngã ngựa, triều đình chấn động. Nói đến Bất Hủ giáo, chính là do Vấn Đạo Tông phát hiện ra, Vấn Đạo Tông này quả nhiên là một trong năm đại tiên môn. Cũng không biết là nhân vật lớn nào của Vấn Đạo Tông tìm ra tông tích của Bất Hủ giáo. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, phụ thân ngươi là giáo chủ ma giáo, 2. Tiên tử, trong linh hồn của ba người họ có cấm chế không? Về kiến thức về linh hồn, Lục Dương là hai mắt tối sầm, cái gì cũng không hiểu, chi bằng hỏi Bất Hủ tiên tử cái gì cũng hiểu. Có, nhưng thủ pháp hạ cấm chế khá thô sơ, trình độ mới vào nghề, muốn ta xóa bỏ không? Lục Dương trầm ngâm một lát, hỏi, Mễ đại nhân sẽ phát hiện ra không? Đùa à, ngươi nghĩ bản tiên tử là ai? Đừng nói Mễ đại nhân không ở đây, ngay cả khi ba con ma nữ này ở trước mặt Mễ đại nhân, Mễ đại nhân cũng sẽ không phát hiện ra cấm chế mà ông ta để lại đã bị xóa bỏ. Vậy thì làm phiền tiên tử rồi. Lục Dương nói cho ba hồn ma nữ biết, Mễ đại nhân là người của ma giáo. Ba hồn ma nữ lập tức sợ hãi run rẩy, liên tục nói rằng họ là quỷ tốt, không liên quan đến ma giáo. Lục Dương cười nói, ta đương nhiên biết ba vị không liên quan đến ma giáo, chỉ là ta lo lắng các ngươi bị cấm chế của Mễ đại nhân khống chế, làm ra những chuyện trái với ý muốn của mình, nên muốn xóa bỏ cấm chế của các ngươi. Sau này do Vấn Đạo Tông chúng ta giám sát các ngươi có làm điều ác hay không, như vậy có được không? Ba hồn ma nữ nào dám không đồng ý, gật đầu lia lịa. Bất Hủ tiên tử âm thầm ra tay, xóa bỏ cấm chế mà Mễ đại nhân để lại, lại giả mạo ra một cấm chế giống hệt, dưới cảnh giới hợp thể, sẽ không nhìn ra được sơ hở. Ba con ma nữ bỗng cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng, cấm chế đè nặng trên linh hồn từ lâu đã biến mất. Tiểu Thất rụt rè giơ một tay lên, cẩn thận hỏi, này, cho hỏi bây giờ có thể về không, sắp đến giờ lên lớp rồi. Ngày nào họ cũng phải dạy học cho thư sinh, đúng giờ đúng giấc, rất tận tâm. Vừa hay, cũng đã hiểu được sơ bộ rồi. Mọi người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục Dương dặn dò, Trấn Trưởng, chuyện ma giáo rất quan trọng, phiền Phạm Trấn Trưởng đừng nói chuyện chúng ta đã đến đây. Biết được nơi đây có dấu vết của ma giáo, dù sao cũng phải làm chút gì đó rồi mới quay về. Đó là lẽ thường tình. Phạm Trấn Trưởng gật đầu, liên quan đến ma giáo, vẫn nên để Vấn Đạo Tông chuyên nghiệp này giải quyết thì tốt hơn, một kẻ tầm thường như ông sẽ không xen vào. Đã từ biệt Phạm Trấn Trưởng, bốn người ba con ma lại trở về miếu đổ nát, ba con ma nữ đi chính điện giảng bài, bốn người ở gian phòng bên cạnh bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì. Nãy giờ trước mặt Trấn Trưởng, có vài chuyện Lý Hạo Nhiên không tiện nói, bây giờ không có người ngoài, nói cũng chẳng sao, thật ra trong ký ức của ta,
ta nhớ kiếp trước từng đến Cổ Hoè Trấn, đến để giấu thứ gì đó, còn cách ly cả nhân quả, thần thức và mọi phương pháp thăm dò khác, không muốn để người khác tìm thấy, hẳn là bảo bối rồi. Nơi này thật sự có bảo bối sao? Mễ đại nhân thật sự là người Cửu U giáo. Bảo bối giấu ở đâu? Bảo bối là gì? Kiếp trước ngươi nghèo như vậy mà vẫn để lại được bảo bối sao? Lục Dương và Mạnh Kinh Chu phát ra tiếng kinh hô khác nhau. Lý Hạo Nhiên trợn mắt, bất đắc dĩ nói, chỉ là một đoạn ký ức thôi, làm sao? Nhớ rõ ràng được, nhưng Cổ Hoè Trấn đúng là có đồ thật. Khoan đã, ba người các ngươi đang nói gì vậy? Tần Nghiên Nghiên nghe đến ngơ ngác, bảo bối gì, Cửu U giáo gì cơ? Chuyện này có liên quan gì đến phụ thân ruột của nàng? Ba người nhìn nhau, Lục Dương và Mạnh Kinh Chu đều nhìn ra sự bất đắc dĩ của Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên và Tô Y Nhân sớm muộn gì cũng biết chuyện này, thay vì che che giấu giấu, chi bằng nói luôn. Lục Dương khuyên nhủ, với tư cách là đại bá của Tần Nghiên Nghiên. Hắn cảm thấy đứa cháu gái lớn nên biết được sự thật về mọi chuyện. Mạnh Kinh Chu cũng nghĩ như vậy. Lý Hạo Nhiên do dự một lúc, quyết định vẫn nên nói cho đứa con gái trước mặt biết thân phận thực sự của Tần Hạo Nhiên. Thật ra phụ thân ngươi là Tần Hạo Nhiên, giáo chủ đời trước của Cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên kể hết mọi chuyện, Tần Nghiên Nghiên càng nghe sắc mặt càng kỳ lạ. Cô không ngờ rằng người phụ thân chưa từng gặp mặt lại là giáo chủ ma giáo, hơn nữa còn tinh thông thuật lừa đảo, nợ một khoản nợ khổng lồ. Nghe xong thân phận của phụ thân mình, Tần Nghiên Nghiên thở dài, sau đó lộ ra nụ cười bất lực. Thân phận của phụ thân là giáo chủ ma giáo, cô còn có thể có phản ứng gì nữa, chỉ có thể là chấp nhận. Thật ra cô không có tình cảm gì với Tần Hạo Nhiên, cô từ nhỏ đã sống cùng Tô Y Nhân, Tần Hạo Nhiên đối với cô mà nói giống như một ký hiệu mang tên phụ thân hơn. À đúng rồi, phụ thân ngươi là giáo chủ ma giáo, sau này ngươi đi làm chính trị, làm quân nhân, tham gia kỳ thi tuyển sinh tông môn đều bị hạn chế, không qua được thẩm tra chính trị. Lục Dương tốt bụng nhắc nhở, dạo này hắn học thêm luật pháp đại hạ, cũng có chút thu hoạch. Tần Nghiên Nghiên, cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở. Mạnh Kinh Chu cũng chen vào, phụ thân mẫu thân ngươi kết hôn 500 năm, theo thói quen của phụ thân ngươi, trong 500 năm này hẳn cũng có nợ nần. Nhưng ngươi không cần lo lắng, lúc phụ thân ngươi vay tiền mẫu thân ngươi không biết, hơn nữa phụ thân ngươi đã dùng hết tiền để xây dựng Cửu U giáo. Theo quy định của pháp luật, loại nợ nần này không thuộc nợ liên đới của vợ chồng, mẫu thân ngươi không cần phải trả. Mạnh Kinh Chu rất am hiểu luật pháp về kinh tế. Tần Nhã Nhàn, tôi cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tần Nghiên Nghiên cảm nhận được sự quan tâm ân cần của hai vị đại bá đối với mình. Vậy thì tại sao lúc đầu phụ thân ta lại vội vàng đột phá độ kiếp kỳ, còn nói gì phải vì hai mẹ con chúng ta mà giành lấy một tương lai? Lý Hạo Nhiên gật đầu trầm ổn, là vì để nâng cao hạn mức cho vay. Chương 314, chuyển thế thân. Cuối cùng Tần Nghiên Nghiên cũng hiểu tại sao phụ thân mình vẫn luôn không chịu nói rõ thân phận của mình. Mặc dù nói Tần Hạo Nhiên là giáo chủ của một trong tứ đại ma giáo, là hoàng đế bóng tối của thế giới bóng đen, dưới trướng có vô số ma tu, kẻ nào cũng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nhưng thân phận này lại không thể đem ra, khoe khoang. Nếu không thì Tần Nghiên Nghiên gặp đối thủ trước tiên khoe khoang thân phận, nói mình là ai 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 của tông môn siêu nhất lưu gì đó, tốt nhất là ngươi nên tự nhận thua. Tần Nghiên Nghiên nở nụ cười tà mị, nói rằng phụ thân mình là giáo chủ ma giáo, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không sẽ bị tiểu thư này đánh chết. Sau đó thì không còn gì nữa, đối thủ trực tiếp báo quan, san bằng Cửu U giáo. Giáo chủ Cửu U giáo là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của vương triều đại hạ, tự chui đầu vào lưới. Lùi một bước mà nói, thân phận bại lộ, mọi người đều biết phụ thân của Tần Nghiên Nghiên là giáo chủ ma giáo, còn ảnh hưởng đến thẩm tra chính trị và tiền đồ của Tần Nghiên Nghiên. Quan trọng nhất là hắn còn nợ một khoản tiền khổng lồ, cuộc sống rất không ổn định, có nguy cơ bị chủ nợ truy sát bất cứ lúc nào. Chỉ sợ Tô Y Nhân biết được tất cả những chuyện này, cảm thấy Tần Hạo Nhiên không đáng tin cậy, rồi ly hôn. Ngươi thật sự không nhớ gì về nơi giấu bảo bối sao? Mạnh Kinh Chu không cam lòng, đây là bảo bối của một vị giáo chủ ma giáo, giá trị không thể ước lượng. Lý Hạo Nhiên nhíu chặt mày, cố gắng suy nghĩ lại ký ức lúc đó. Đoạn ký ức của Tần Hạo Nhiên không chỉ đứt quãng mà còn có một số chỗ mơ hồ, có cảm giác như sương mù che phủ. Ta nghĩ xem, hẳn là chuyện 400 năm trước. Liên quan đến cây hòe, Lục Dương trầm ngâm một lúc,
truyền âm cho ba con quỷ nữ. Trong chính điện, tiếng đọc sách vang lên, mang đến cho ngôi miếu cổ kính một cảm giác hoàn toàn mới. Ba người quỷ nữ mặc đồ mát mẻ đi lại trong chính điện, khiến các nho sinh vô cùng phấn khích. Tiết học này ai học tốt nhất, tiên sinh ta sẽ dạy riêng. Quỷ nữ áo xanh nhẹ giọng nói, vô cùng quyến rũ. Các nho sinh nghe vậy mắt sáng lên, bắt đầu đọc sách học bài với một khí thế chưa từng có, học mà thời tập chi, chẳng phải là vui sao. Ba con quỷ nữ nghe Lục Dương truyền âm, vỗ tay, nói, các tiên sinh có việc đi vắng một chút, tiết học sau tự học. Sau đó bỏ mặc những nho sinh đang bối rối, đến phòng bên. Trấn cổ hòe có bao nhiêu cây hòe trên 400 năm tuổi? Ba con quỷ nữ bị hỏi sững sờ, vẫn là tiểu thất thông minh nhất, trả lời, hiện tại có 80 cây hòe trên 400 năm tuổi, nhưng 400 năm trước cây hòe không phải đều sống đến bây giờ. Có một số cây hòe bị người ta chặt hạ làm đồ nội thất, có một số bị người ta đốt làm củi, trấn cổ hòe còn xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, cả một loạt cây hòe bị thiêu rụi. Mạnh Kinh Chu cảm thấy mọi chuyện có chút khó giải quyết, ban đầu còn nghĩ cây hòe trên 400 năm tuổi không nhiều. Cùng lắm là từng cái một đi tra, không ngờ lại là hắn nghĩ đơn giản rồi, đa số cây hòe đều không còn đến bây giờ. Lục Dương gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi bao giờ nộp dương khí cho Mễ Đại Nhân? Sáng mai, cảnh giới của Mễ Đại Nhân như thế nào? Nên là ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Điều này cũng giống với suy đoán của Lục Dương, một người phụ trách quận trong ma giáo. Tu vi phần lớn đều ở Nguyên Anh Sơ Kỳ, như sở đà chủ ở quận Diên Giang chỉ có Kim Đan Hậu Kỳ là thuộc số ít. Dù sao thì tu vi của các tu sĩ ở quận Diên Giang nói chung đều thấp, không cần phải cử người quá cao đến làm người phụ trách khu vực. Ngày mai ba người các ngươi nghe ta an bài. Quận Thủ Điền, một tầng hầm giá 20 linh thạch một tháng. Mễ Đại Nhân phụ trách quận Thủ Điền của Cửu U giáo đang cẩn thận rót trà cho một thanh niên tuấn tú. Tu vi của thanh niên không cao, trúc cơ hậu kỳ. Mễ Đại Nhân khách sáo quá, ta chỉ là một giáo đồ cấp thấp trong giáo, không dám làm phiền Mễ Đại Nhân giá lâm. Không dám nhận xưng hô Mễ Đại Nhân, Tần công tử gọi ta là lão Mễ là được. Mễ Đại Nhân vừa cười vừa thầm mắng trong lòng, ai dám coi ngươi là giáo đồ cấp thấp. Người thanh niên từ tốn nhấp một ngụm trà, không hề tôn trọng Mễ Đại Nhân, như thể Mễ Đại Nhân là thuộc hạ của hắn, mục đích ta đến đây lần này, Mễ Đại Nhân hẳn phải biết. Vì bảo bối mà Tần giáo chủ giấu ở trấn cổ hòe. Người thanh niên đặt chén trà xuống, thuận miệng nói, một bộ dáng nhất định phải được, nói chính xác thì, đó là bảo bối của ta. Thấy Mễ Đại Nhân do dự, người thanh niên khoanh tay đặt trước ngực, cơ thể hơi ngả về sau, dựa vào ghế, sao, Mễ Đại Nhân vẫn không tin ta là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Tần công tử nói đùa, trên dưới trong giáo phái ai mà không biết ngài là Tần giáo chủ chuyển thế. Mễ Đại Nhân nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút không tin. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 315, Thiên tài ngủ say từ thời thượng cổ đến nay, 1. Không biết từ khi nào, trong giáo phái xuất hiện một tin đồn, nói rằng giáo chủ đời trước Tần Hạo Nhiên đã lĩnh hội được một phần chân ý luân hồi. Mặc dù mệnh bài vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, nhưng thực tế là đã đi vào luân hồi chuyển thế, để mưu đồ tranh bá thiên hạ trong tương lai. Gần đây xuất hiện ba thanh niên họ Tần, đều nói mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, muốn thừa kế gia sản mà Tần Hạo Nhiên để lại. Ba thanh niên này đều có bối cảnh là cao tầng Cửu U giáo, không ai dám công khai nói rằng ba thanh niên này không phải là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, cũng không dám nói người nào trong số họ là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Điều này liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực của tầng lớp cao cấp Cửu U giáo. Mễ Đại Nhân nghi ngờ là cao tầng chia làm ba phe, đều muốn chiếm đoạt gia sản mà Tần Hạo Nhiên để lại, nên mỗi phe đều đưa ra một Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Người thanh niên trước mặt này chính là một trong ba nhân tuyển nghi ngờ là chuyển thế, vì vậy Mễ Đại Nhân đối xử với hắn rất cung kính, không dám có chút bất cẩn nào. Vạn nhất người ta thật sự là Tần, giáo chủ chuyển thế thì sao? Khách sáo thì không có gì xấu. Hơn nữa, loại người này ra ngoài không có người bảo vệ sao? Nhất định là ẩn núp âm thầm, bảo vệ sự an toàn của người thanh niên này. Mễ Đại Nhân đoán rằng hoàn cảnh của người thanh niên này không ổn định, muốn thông qua việc tìm kiếm bảo bối mà Tần giáo chủ để lại ở trấn cổ hòe, qua đó tăng cường bản thân là Tần giáo chủ chuyển thế. Có rất nhiều lời đồn về kho báu ở trấn cổ quế.
Đây không phải là điều mà Tần Hạo Nhiên chủ động nói với mọi người, mà là lời kể của một người thân cận của Tần Hạo Nhiên sau khi Tần Hạo Nhiên qua đời. Người thân cận này nói rằng Tần giáo chủ đã cất một số tờ giấy vào hộp gỗ, hắn thoáng thấy trên giấy có ghi là linh thạch, nghi là ngân phiếu có thể đổi linh thạch từ thương hội. Người thân cận này lại suy đoán từ những dấu vết của Tần giáo chủ rằng Tần giáo chủ đã giấu chiếc hộp gỗ ở trấn Cổ Hòe. Ban đầu, người thân cận này không để tâm đến chuyện này, nhưng sau khi Tần giáo chủ qua đời, hắn đã nảy sinh lòng tham với chiếc hộp gỗ, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng chiếc hộp gỗ đã bị Tần giáo chủ áp đặt một phong ấn đặc biệt, ngăn cách mọi phương tiện dò tìm bên ngoài. Người thân cận này đã đến trấn Cổ Quế nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy. Sau khi biết chuyện này, các quan chức cấp cao cũng không tìm thấy. Họ lại không dám rầm rộ lật tung trấn Cổ Hòe, vì như vậy sẽ kinh động đến triều đình. Chuyện này đành phải gác lại, để cho Mễ Đại Nhân luôn để mắt tới. Mễ Đại Nhân đã theo dõi trong nhiều năm mà không có kết quả, chỉ là mỗi lần đều thuận miệng hỏi hồn ma một câu, để báo cáo với cấp trên rằng mình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Không biết Tần Công Tử sẽ tìm kho báu của mình như thế nào. Tần Công Tử cười khẽ hai tiếng, Mễ Đại Nhân nghĩ tại sao ta phải giấu kho báu ở trấn Cổ Hòe, là tùy tiện chọn một địa điểm sao? Đương nhiên không phải vậy. Mễ Đại Nhân nghĩ thứ nổi tiếng nhất ở trấn Cổ Hòe là gì? Mễ Đại Nhân có chút do dự, hồn ma. Nói đến trấn Cổ Hòe là khiến hắn nhớ đến ba hồn ma có thành tích cao nhất. Mễ Đại Nhân định để ba hồn ma viết thành bản tóm tắt về phương pháp kinh nghiệm của họ, báo cáo lại cho hắn. Hắn sẽ báo cáo lên cấp trên như một kinh nghiệm thành công, để thuận tiện cho việc quảng bá mạnh mẽ có thể. Chiến lược hấp thụ dương khí liên tục, nâng cao không gian sinh tồn của hồn ma trong giáo phái, tăng tỷ lệ hấp thụ dương khí. Tiểu Thất và hai người kia không biết rằng, dưới trướng Mễ Đại Nhân có hàng trăm hồn ma, đều nghe lệnh Mễ Đại Nhân, cần mẫn thu thập dương khí. Nhưng chỉ có thành tích của ba người họ là cao nhất, được Mễ Đại Nhân ưu ái. Tần Công Tử cố nén cơn giận, nở nụ cười trên môi, là cây hòe. Cây hòe nuôi ma là vật hiếm hoi giao thoa giữa âm dương, giáo phái của chúng ta tôn thờ sự tồn tại của cửu u ở âm phủ, cây hòe phù hợp với giáo lý của giáo phái chúng ta. Tiền kiếp của ta rất am hiểu đạo này, ưa chuộng cây hòe, trấn Cổ Hòe nhiều cây hòe, đương nhiên được tiền kiếp của ta chú ý. Vì vậy, kiếp trước của ta đã chôn kho báu dưới gốc cây hòe, áp đặt nhiều lớp phong ấn, lại bị âm khí của cây hòe ảnh hưởng, thần thức, nhân quả, thiên nhãn, vân vân. Không thể tìm kiếm được, chỉ có thể dùng mắt thường của dương gian mới tìm thấy. Tần Công Tử già dặn nói, như đang hồi tưởng lại những trải nghiệm tiền kiếp. Thực ra hắn cũng không biết kho báu mà Tần giáo chủ giấu ở đâu, nhưng sau lưng hắn có một quan chức cấp cao của cửu u giáo. Thông thạo về nhân quả, trả một cái giá nhất định, tính toán sơ bộ về manh mối kho báu của Tần giáo chủ. Cây hòe, đây là kết quả mà vị quan chức cấp cao của cửu u giáo tính toán ra. Có manh mối, hắn chỉ cần tuần tự tìm kiếm ở trấn Cổ Hòe một đoạn thời gian, rồi sẽ tìm thấy. Chương 316, Thiên tài ngủ say từ thời thượng cổ đến nay, 2. Còn Mễ Đại Nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, là nhân chứng tốt nhất. Như vậy, có thể chứng minh được thân phận chuyển kiếp của Tần giáo chủ. Đáng tiếc là chuyện luân hồi quá phức tạp, liên quan quá nhiều. Cho dù ta chuyển kiếp thành công, ta vẫn không thể hiểu hết được bí ẩn của luân hồi, bây giờ chỉ giải được một góc ký ức kiếp trước, không nhớ rõ vị trí cụ thể của kho báu. Tần Công Tử lắc đầu, giọng nói lộ vẻ tan thương và tiếc nuối. Nếu vậy, ngày mai ta sẽ đến trấn Cổ Hòe lấy hết dương khí đã thu thập được, Tần Công Tử có đi cùng ta không? Tốt! Sáng sớm hôm sau, Mễ Đại Nhân dẫn Tần Công Tử đến trước ngôi miếu đổ nát ở trấn Cổ Hòe. Tần Công Tử vô thức cau mày, có chút chê ngôi miếu đổ nát, ở đây ư? Mễ Đại Nhân cười nói, Tần Công Tử đừng coi thường nơi này mỗi tháng có thể cung cấp một lượng lớn dương khí. Chỉ riêng trấn Cổ Hòe đã tương đương với 7-8 thị trấn nhỏ thu thập được dương khí, đôi khi còn nhiều hơn. Điều này thật thú vị, mong được nghe chi tiết. Nơi này có ba hồn ma, họ đã quên đi tiền kiếp, quên đi tên thật, nên tự đặt cho mình những cái tên nhỏ, lần lượt là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Thất, trong đó Tiểu Thất tuổi nhỏ nhất, thông minh nhất, cũng là người có năng khiếu tu luyện cao nhất trong ba tỷ muội, có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, hai người tỷ tỷ của nàng là trúc cơ trung kỳ. Tần Công Tử có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, trấn Cổ Hòe nhỏ bé như vậy,
không đủ để nuôi dưỡng hồn ma ở trúc cơ hậu kỳ, chỉ có thể nói rằng hồn ma tên Tiểu Thất này thực sự có bản lĩnh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra đây. Mễ đại nhân ra lệnh cho ba hồn ma ra ngoài. Ba hồn ma từ trong miếu bay ra, Du Xe gọi một tiếng, Mễ đại nhân, khiến lòng người ngứa ngáy. Mỗi người trong tay họ đều cầm một chiếc bình ngọc mỡ dê, bên trong đựng dương khí mà họ đã thu thập được trong một tháng. Tần công tử phấn chấn hẳn lên, hắn đã gặp nhiều nữ tu sĩ và hồn ma có dung mạo khá, nhưng như ba hồn ma này, đặc biệt là Tiểu Thất, thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Thất và những người khác gặp Tần công tử, trong lòng kinh ngạc, Mễ đại nhân luôn là một mình xuất hiện, sao hôm nay lại dẫn theo một người? Trong kế hoạch không có Tần công tử. Mễ đại nhân, ba hồn ma này cho ta mượn được không? Chúng thường xuyên lang thang ở trấn Cổ Hoè, rất có ích cho ta trong việc tìm kiếm kho báu. Tần công tử động lòng riêng. Mễ đại nhân yên tâm, ta biết chúng là cây hái ra tiền của ông, chỉ mượn nhất thời, tìm được kho báu sẽ trả lại cho ông. Thế nào? Mễ đại nhân có chút do dự, phải nói là hắn không muốn, nhưng đối phương có vẻ là Tần giáo chủ chuyển kiếp, đắc tội với hắn, sau này chắc chắn sẽ phải bị làm khó dễ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không đến nỗi vì ba hồn ma mà đắc tội với Tần giáo chủ chuyển kiếp, thôi được, vậy thì cho Tần công tử mượn. Mễ đại nhân dùng tay bóp quyết, chuẩn bị chuyển cấm chế linh hồn cho Tần công tử. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, kéo Tần công tử đang còn đang ngẩn người, vội vàng lùi lại. Ba luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đâm vào vị trí mà Mễ đại nhân vừa đứng. Kiếm khí sắc bén, xẻ đất như cắt đậu phụ, kiếm khí cắm vào đất, không biết đã chui xuống đất bao nhiêu mét, cuối cùng biến mất không thấy. Mễ đại nhân nhìn thấy hồn vía chưa định, ba luồng kiếm khí này nhắm vào mệnh môn của hắn mà đánh tới, nếu không phải pháp thuật của hắn đặc biệt, có thể tránh được rủi ro ở một mức độ nhất định, thì ba luồng kiếm khí này dù thế nào cũng phải để hắn sử dụng bảo vật cứu mạng để chống đỡ. Đó là bảo vật cứu mạng đổi bằng cả mạng sống và gia sản. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay hờ hững vang lên từ phía sau ba hồn ma, giống như một công tử bột bất cần đời. Mễ đại nhân thật lợi hại. Ta vốn tưởng rằng ba thanh kiếm này dù không giết chết được ông, cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng đối với ông. Không ngờ Mễ đại nhân lại nhanh nhẹn, tránh được trước ba thanh kiếm. Bụi đất tan đi, bốn bóng người trẻ tuổi xuất hiện, ba nam một nữ, sức sống tràn đầy, đều là nhân trung long phượng. Đối tượng bị nghi là Tần giáo chủ chuyển kiếp so với họ thì khí thế kém hẳn đi một bậc. Các ngươi là ai? Mễ đại nhân như lâm đại địch, đối phương biết thân phận của mình, chắc chắn là có chuẩn bị. Không sợ nguyên anh kỳ là hắn. Quan trọng nhất là đối phương có bốn người, hai người trúc cơ hậu kỳ, hai người kim đan sơ kỳ, kiếm khí hẳn là do một người kim đan sơ kỳ nào đó phát ra. Nhưng sao kiếm khí của kim đan sơ kỳ có thể đe dọa đến bản thân mình? Đây là thiên tài như thế nào? Thiên tài tuyệt thế mà siêu cấp môn phái đều không bồi dưỡng được, chỉ có năm đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng ra. Hoặc là đại hạ vương triều cố ý bồi dưỡng ra ứng cử viên cho độ kiếp kỳ. Dù là khả năng nào thì tình hình cũng rất tệ. Năm đại tiên, môn, triều đình. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, Thiên Đình Giáo. Mễ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, tình hình hơi không ổn, lập tức bỏ chạy. Người vừa vỗ tay là thủ lĩnh trong bốn người, dường như không để ý đến sự cảnh giác và thù địch của Mễ đại nhân, cười nói với Mễ đại nhân, cửu u giáo của Mễ đại nhân, phải không? Người đó ngoáy ngoáy kẽ tay, không ngẩng đầu lên nói, ta tên là Lục Nhất Dương. Lục Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, như hai thanh kiếm sắc, khiến Mễ đại nhân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mễ đại nhân theo bản năng chớp mắt, lại không nhìn thấy gì nữa, như thể vừa rồi đã xuất hiện ảo giác. Mễ đại nhân không có hiểu biết gì, hẳn là chưa từng nghe đến chúng ta. Lục Dương cười nhẹ một tiếng, năm đại tiên môn tính là cái gì, đại hạ vương triều lại tính là cái gì. Chúng ta đều là thiên tài thời thượng cổ, muốn thành tiên, đáng tiếc là lúc đó, Ứng Thiên Tiên và những người khác ghen tị với tài năng của chúng ta, thiết lập chướng ngại vật, phong tỏa con đường thành tiên, chúng ta không còn cách nào khác, đành phải ngủ say, lựa chọn thức tỉnh trước thời đại sắp tới, tranh một chuyến tiên nhân đạo quả, tái tạo lại vinh quang thiên đình chúng ta. Thiên tài thời thượng cổ, Ứng Thiên Tiên ghen tị với tài năng của họ. Mễ đại nhân bị hai tin tức nặng ký này làm cho choáng váng.
Cùng với sự xuất hiện của đại thế, có rất nhiều cường giả cổ đại hồi sinh, một số đến từ thời đại Ngu, một số đến từ thời đại Càn. Những cường giả này bắt đầu là hợp thể hậu kỳ, nền tảng vững chắc đến mức đáng sợ, có tư cách bước lên sân khấu vĩ đại, tranh giành cơ hội thành tiên. Nhưng chưa từng nghe nói đến việc các tu sĩ thời thượng cổ thức tỉnh. Nhưng cảnh giới và chiến lực của đối phương lại không thể làm giả được. Kim đan kỳ nghịch chiến nguyên anh kỳ, loại thiên tài này đếm trên đầu ngón tay, nếu đặt trong lịch sử thì đều có tư cách lưu danh. Nghe giọng điệu của đối phương, còn không coi năm đại tiên môn và đại hạ vương triều vào đâu. Và giọng điệu này cũng không giống như là giả vờ. Đúng hay sai? Chuyện này thật đáng sợ, nếu là sự thật thì quả thực có thể dọa chết người, tuyệt đối không phải là một nguyên anh kỳ nhỏ bé như hắn có thể tham gia. Đợi đã, Mễ đại nhân nhận ra có gì không ổn, kiếm khí vừa rồi không nhất thiết là do họ phóng ra, rất có thể là mượn kiếm khí phù lục mà tiền bối để lại. Cố Lộng Huyền hư, Mễ đại nhân cảm thấy như nhìn thấu được bản chất của họ, một luồng khí đen bốc lên từ ngực, một con quỷ cầm đao xuất hiện, hợp nhất với Mễ đại nhân. Khí thế của Mễ đại nhân thay đổi, tay cầm chảm cốt đao, giống như một tên quỷ tướng, muốn bắt hết bốn tên nhóc này, để chúng biết rằng hắn không dễ bị lừa như vậy. Đây là một phương pháp tu luyện cực kỳ kỳ lạ, tên là ngũ tạng khu quỷ thuật, dùng miếu ngũ tạng nuôi dưỡng năm con quỷ. Khi chiến đấu, năm con quỷ này hoặc nhập vào cơ thể, hoặc bị Mễ đại nhân điều khiển, có thể đánh gần hoặc đánh xa. Ánh mắt một người phía sau Lục Dương ngưng lại, ra tay mạnh mẽ, bùng phát toàn bộ lực lượng, sáng chói như mặt trời, khuất phục mọi yêu ma quỷ quái, trấn áp tà ma ngoại đạo. Bùng! Hai luồng lực lượng va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất. Mạnh Cảnh Chu cười lớn không ngừng, nhìn Mễ đại nhân khinh thường nói, một lũ tà giáo ngay cả lai lịch của cửu U cũng không biết, có tư cách động thủ với ta. Trên người Mạnh Cảnh Chu bùng lên ngọn lửa hừng hực, khiến không khí xung quanh sôi sục, như mặt đất bốc lên một mặt trời. Long Cảnh Chu, giao cho ngươi. Con quỷ nhập vào thân Mễ đại nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể không ngừng tan chảy. Đây là thuần dương chân hỏa mà mỗi người có độc thân linh căn hệ đều sẽ có được, chí cương chí dương, là khắc tinh của mọi yêu ma quỷ quái. Tần công tử liếc mắt nhìn chân hỏa, chỉ cảm thấy mắt như bị lửa thiêu, rất khó chịu, phải dùng toàn bộ tu vi mới có thể áp chế cảm giác này xuống. Lần đầu tiên giao chiến với Mễ đại nhân, ai cũng không thích ứng được với cách đánh đuổi quỷ này của đại nhân, từ đó rơi vào thế yếu. Đáng tiếc là hắn gặp phải Mạnh Cảnh Chu, một tu sĩ dám kết thành hai viên độc thân kim đan. Thuần dương chân hỏa của Mạnh Cảnh Chu là mạnh nhất trong số những người có độc thân linh căn từ trước đến nay. Quanh người Mễ đại nhân quỷ khí lượn lờ, trông có vẻ khủng bố, nhưng thực tế là biểu hiện của quỷ khí tứ tán, đã rơi vào thế yếu. Một đôi bàn tay sắt của Mạnh Cảnh Chu đập vào mặt đao, trên mặt đao xuất hiện vô số vết lõm. Được rồi, Lục Dương nhàn nhạt nói, Mạnh Cảnh Chu hiểu ý lui xuống, tha cho Mễ đại nhân một mạng. Mễ đại nhân vẫn chưa định thần lại, vội vàng để thao đao quỷ, tức là quỷ cầm đao trở về tim để dưỡng thương. Trong thời gian ngắn, thao đao quỷ không thể ra trận nữa. Lần này Mễ đại nhân đã xác định đối phương thực sự là thiên tài tuyệt thế. Kim đan sơ kỳ có thể khiến nguyên anh sơ kỳ rơi vào thế yếu, mặc dù bản thân có thủ đoạn không dùng, nhưng đối phương đã dùng toàn bộ lực lượng chưa? Nhìn vẻ mặt thoải mái của đối phương, dường như chưa từng chiến đấu. Chương 318, lừa đảo 1. Đối phương có thể khiến Ứng Thiên Tiên ghen tị hay không thì hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, thiên phú như vậy đặt vào thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này cũng không đếm được 10 người. Mễ đại nhân, kỳ thực chúng ta không phải là kẻ thù. Ngũ đại tiên môn và đại hạ vương triều tuy rằng không chịu nổi một kích, nhưng người của thiên đình giáo chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, không đủ sức để đối phó hoàn toàn với họ. Hơn nữa chúng ta và Vấn Đạo Tông lại có mối thù sâu như biển. Vấn Đạo Tông một tay hủy diệt Bất Hủ giáo, cắt đứt cơ duyên sống lại của Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân chính là người bảo vệ thiên đình của chúng ta thời thượng cổ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Trong ánh mắt Lục Dương lộ ra vẻ căm hận và sát ý đối với Vấn Đạo Tông. Thiên đình, Mễ đại nhân lộ ra vẻ mặt khó hiểu, từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn nói đến thiên đình. Thiên đình là cái gì? Sao hắn chưa từng nghe nói đến? Lục Dương kiên nhẫn giải thích, thiên đình là người cai trị thời thượng cổ, khắp bầu trời đầy sao, thiên nhiên tuần hoàn, đều nằm trong phạm vi quản lý của thiên đình. Ở thời đại mà Ứng Thiên Tiên và những người khác chưa trỗi dậy,
vạn vật sinh linh đều tôn thiên đình là đầu. Đáng tiếc theo sự trỗi dậy của Ứng Thiên Tiên và những người khác, ưu thế của thiên đình không còn nữa, dần dần suy tàn. Thiên đình tôn sùng vô thượng đại thiên tôn. Độ thiên tôn, các vì sao sáng chói trước mặt vô thượng đại thiên tôn chỉ là một hạt đậu, không đáng kể. Độ thiên tôn chính là người đầu tiên thành tiên trên thế gian, đáng hận là cửu trọng tiên. Vì muốn che giấu sự tồn tại của thiên đình, đã đánh cắp vinh quang của Đậu Thiên Tôn, tự xưng là người đầu tiên thành tiên. Mễ đại nhân giật mình kinh ngạc, hắn ngay cả cửu trọng tiên cũng không biết, càng đừng nói đến việc biết cửu trọng tiên là người đầu tiên thành tiên. Hắn từ vài câu ngắn ngủi của Lục Dương đã ngửi thấy mùi tàn khốc của cuộc đấu tranh thời thượng cổ, hẳn là thời thượng cổ đầy rẫy những âm mưu quỷ kế, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chúng ta đều là thành viên của thiên đình, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thành lập thiên đình giáo, ý đồ mượn thời thế đến, khôi phục vinh quang năm xưa của thiên đình. Từ thời thượng cổ thức tỉnh không chỉ có mấy người chúng ta, còn có một số tiền bối, họ ẩn núp ở khắp nơi, lặng lẽ chờ đợi thêm nhiều tiền bối thức tỉnh để mưu đồ đại sự. Mễ đại nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ đến nay vẫn chưa có tu sĩ thời thượng cổ nào phục hồi? Không phải là vì không có tu sĩ thời thượng cổ ngủ say, mà là những tu sĩ thời thượng cổ ngủ say đều là người của thiên đình giáo. Sau khi họ tỉnh lại đều ẩn núp hết sao? Thủ đoạn ẩn náu thời thượng cổ không bị Đại Hạ Vương Triều biết đến, cũng hợp tình hợp lý. Phía sau Tần Công Tử có một vị tu sĩ hóa thần kỳ ẩn núp, là cao tầng cửu u giáo phái đến bảo vệ Tần Công Tử. Hắn không ngờ lại gặp phải tình huống như thế này. Hắn vừa định hiện thân quát mắng Lục Dương một câu nói bậy nói bạ, nhưng ngay lúc này, Lục Dương lại hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Sao có thể, pháp môn ẩn thân của hắn trên đời ít có, sao đối phương có thể phát hiện ra hắn, hơn nữa còn là kim đan sơ kỳ. Trừ khi gần đó có người bảo vệ, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn. Hóa thần kỳ rất nhanh nhận ra điều này, không dám hành động nữa. Lục Dương thu hồi ánh mắt, vừa rồi là Bất Hủ Tiên Tử nói cho hắn biết, phía sau Tần Công Tử có một cường giả hóa thần kỳ. May mà dùng ánh mắt dọa cho hắn quay về. Người thông minh sẽ tự động suy nghĩ tại sao mình lại phát hiện ra hắn. Không, cần tự mình bận tâm. Mối quan hệ giữa cửu u giáo và đại nhân gần gũi hơn ngươi tưởng tượng. Thiên đình đại diện cho trời, đại diện cho dương cương, quản lý dương gian, quyền sở hữu cửu u đại diện cho âm. Quản lý âm gian, thiên đình và cửu u mới là người cai trị thực sự của thời thượng cổ. Cái gì? Mễ đại nhân nghẹn ngào, không ngờ mối quan hệ giữa cửu u và thiên đình lại gần gũi đến vậy. Đừng nói là Mễ đại nhân, ngay cả trái tim của cường giả hóa thần kỳ ẩn núp sau Tần Công Tử cũng thắt lại một cái. Hóa ra cửu u có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Thấy Mễ đại nhân thất thố như vậy, Lục Dương khẽ lắc đầu, dường như đau lòng trước phản ứng của họ. Xem ra theo sự kết thúc của thời đại thượng cổ, nhiều truyền thừa đã bị mất, ngay cả cửu u cổ xưa nhất cũng vậy, đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ với thiên đình của chúng ta. Vì vậy chúng ta mới nói, chúng ta không cần phải đánh nhau đến chết, Mễ đại nhân có thể nghĩ xem. Nếu chúng ta là người của ngũ đại tiên môn hoặc Đại Hạ Vương Triều, sao không giết sạch các ngươi, ngược lại ở đây nói nhảm. Nếu vẫn không tin, chúng ta còn có bằng chứng. Thời thượng cổ thiên đình và cửu u giao hảo, tiền bối của chúng ta biết một số pháp thuật luân hồi. Lợi dụng pháp thuật luân hồi, chúng ta đã tìm thấy giáo chủ đời trước của các ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp. Ban đầu Tần Công Tử một bộ dáng không liên quan gì đến mình khi nghe lời Lục Dương, sắc mặt thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 319, Lừa đảo 2. Lục Dương là thiên tài thời thượng cổ cũng được, là thiên đình giáo cũng được, chuyện này không liên quan gì đến hắn, cũng không phải là chuyện hắn có tư cách nhúng tay vào. Nhưng Lục Dương nói rằng hắn đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp thì không được. Đối phương đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, vậy thì hắn tính là cái gì? Tần Công Tử có nhận thức rất rõ ràng về bản thân, sự tồn tại của hắn là để kế thừa hợp lý gia sản của Tần Hạo Nhiên. Đừng nhìn hắn và Lục Dương cùng tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ, tiến độ tu luyện còn nhanh hơn cả sư đệ sư muội của Lục Dương. Thực ra thiên phú tu luyện của hắn không tốt như vậy, đây là cao tầng cửu u giáo để hắn thể hiện thiên phú tương ứng với Tần Hạo Nhiên trước mặt người ngoài, đả thông kinh mạch, nâng cao tu vi của hắn. Kiểu này là thuộc về dục tốc bất đạt, hậu quả khôn lường, sau này tu luyện khó khăn trùng trùng. Thăng tiến lên hợp thể kỳ càng khó như lên trời,
có thể cả đời mắc kẹt ở luyện hư kỳ, thậm chí còn thấp hơn. Ngươi nói ai là chuyển kiếp của bản tọa? Tần công tử trầm giọng nhìn chằm chằm vào Lục Dương, hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn. Ngươi là ai? Lục Dương khó hiểu, tiểu thất nói Mễ đại nhân vì an toàn, mỗi lần đều đi một mình, lần này sao không chỉ mang theo một trúc cơ hậu kỳ, mà phía sau còn giấu một vệ sĩ hóa thần kỳ, con riêng của đại năng nào? Bản tọa chính là Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, Tần Thiên. Ồ, Lục Dương nhìn Tần Thiên, lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt nở nụ cười nửa không, rất nhanh đã nghĩ ra được manh mối. Loại trừ khả năng Tần Hạo Nhiên nhất hồn hóa tam thanh, Lý Hạo Nhiên chắc chắn là chuyển kiếp của Tần Hạo Nhiên. Vậy thì người tự xưng là Tần Thiên này rất có thể là hàng giả do người có chủ ý đẩy ra. Có lẽ là để thừa kế gia sản của Tần Hạo Nhiên, hoặc là cao tầng Cửu U giáo để tranh giành ngôi giáo chủ, trước tiên chứng minh địa vị chính thống của mình. Dù là loại nào, cũng không đáng sợ, không ảnh hưởng đến cục diện. Ngươi nói bậy. Tần Nghiên Nghiên nghe Tần Thiên nói vậy, lập tức giống như một con mèo bị chọc giận, hai ngón tay kẹp lấy 8 lá bùa lôi đình, bắn về phía Tần Thiên, tựa như xạ nhật chi tiễn. Mặc dù Tần Hạo Nhiên là một người cha cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai giả mạo cha mình trước mặt. Nhưng lá bùa lập tức lóe sáng, sấm sét nổ tung, sấm sét màu trắng sữa nổ tung như rồng bay phượng múa, ầm ầm đâm vào đối thủ. Tần Thiên không ngờ Tần Nghiên Nghiên đột nhiên nổi giận, vội vàng ứng phó, trận pháp dưới chân quay nhanh, dựng lên từng tia sáng, chặn lại sấm sét và tia sáng không ngừng va chạm. Tần Hạo Nhiên giỏi nhất là trận pháp, vừa khéo, Tần Thiên cũng giỏi trận pháp. Sấm sét màu trắng sữa hóa thành sấm sét, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, dung chuyển Tần Thiên suýt nữa không đứng vững. Tần Nghiên Nghiên thừa thắng xông lên, cường hóa lá bùa dán lên người, lực lượng tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng được. Nàng bước chân bảy sao, thân ảnh như ma chơi lượn lờ bất định, chân phải quét ngang. Tần Thiên hai tay kết ấn, trận pháp dưới chân đột nhiên thay đổi, một bức màn sáng chắn trước mặt hắn. Này, rằng rắc. Một. Tần Nghiên Nghiên khẽ hét một tiếng, lực lượng dưới chân tăng thêm 3 phần, thế mà ra một cước đá nát màn chắn. Tận dụng khoảnh khắc trận pháp mất hiệu lực, Tần Nghiên Nghiên cắn ngón tay, vẽ bùa trên không, một đạo phù văn màu máu xuất hiện giữa hai người. Phù văn hóa thành một dải lụa, chạm đến cổ Tần Thiên. Tần Thiên không kịp bố trí trận pháp, giơ tay đỡ một cái, lập tức hét lên một tiếng, lòng bàn tay máu tươi chảy ròng. Tần Nghiên Nghiên tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách, giao chiến cận chiến với Tần Thiên. Đêm qua Lý Hạo Nhiên nhàn rỗi, luyện hóa quần áo của Tần Nghiên Nghiên từ đầu đến chân. Quần áo của Tần Nghiên Nghiên nhìn có vẻ nhẹ bẫng, nhưng thực tế đã trở thành một bộ áo giáp, ở giai đoạn trúc cơ khó có thể xuyên thủng. Ban đầu Lý Hạo Nhiên còn khuyên Tần Nghiên Nghiên học theo mình, cạo chọc đầu, luyện thành tóc giả, lúc chiến đấu có hiệu quả thần kỳ, bị Tần Nghiên Nghiên kiên quyết từ chối. Mễ đại nhân Mễ thấy tình hình không ổn, vừa định ra tay ngăn cản, thì Lục Dương thoát một cái, giữ chặt lấy cổ tay. Mễ đại nhân Mễ, không tin, tưởng vào sự chuyển kiếp của Tần giáo chủ sao? Tần Thiên và Tần Nghiên Nghiên nhanh chóng giao thủ, trận pháp của Tần Thiên mặc dù có phần tinh diệu, nhưng rốt cuộc không giỏi cận chiến. Dưới thế tấn công mãnh liệt của Tần Nghiên Nghiên, dần dần rơi vào thế hạ phong. Tần Nghiên Nghiên giỏi về bùa chú, thích gần chiến giống mẫu thân mình. Tần Thiên không ngừng ho ra máu, liên tục lùi lại, toàn thân không ngừng run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều quặn lại với nhau. Đây là ám kình Tần Nghiên Nghiên đánh vào cơ thể hắn khi giao chiến. Thiên ấn tay vào cây, cây nổ tung, lúc này mới hóa giải được luồng ám kình kỳ lạ này. Ngươi là ai? Trong thời gian ngắn giao thủ, Tần Thiên đã phải chịu một tổn thất lớn, hắn không ngờ rằng cùng ở trúc cơ hậu kỳ, chiến lực lại chênh lệch đến vậy. Tần Nghiên Nghiên, Tần Nghiên Nghiên lạnh lùng nói tên của mình, không nói thêm lời nào. Chương 320, ta thành cha ta chuyển kiếp rồi. 1. Lục Dương thấy Tần Nghiên Nghiên vẫn muốn đánh, liền truyền âm cho nàng, nói với nàng rằng hiện trường vẫn còn ẩn núp một hóa thần kỳ, nếu tiếp tục đánh Tần Thiên, e rằng vị hóa thần kỳ này sẽ ra tay. Tần Nghiên Nghiên lúc này mới thôi, tức giận quay trở lại phía sau. Lý Hạo Nhiên còn tốt bụng an ủi người con gái kiếp trước, bảo nàng không cần tức giận như vậy. Mạnh Cảnh Chu truyền âm cho Tần Nghiên Nghiên, cháu gái, sao ngươi lại khai tên thật? Không phải đã nói sẽ đặt cho mình một cái tên giả sao? Đêm qua khi bàn bạc đối sách, Lục Dương đề nghị đối phó với ma giáo,
không thể dùng tên thật và diện mạo thật, dễ để lại hậu họa. Vì vậy hôm nay đứng trước mặt Mễ đại nhân, Mễ là bốn người Lục Dương đều đã được ngụy trang, sẽ không bị người khác nhìn ra sơ hở. Vừa nãy tức quá, quên mất. Tần Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của nàng còn chưa đủ, dễ bị cảm xúc chi phối. Lục Dương cười tươi nhìn Tần Thiên, ngươi nói ngươi là Tần giáo chủ chuyển kiếp, có bằng chứng gì? Tần Thiên bị Tần Nghiên Nghiên đánh cho hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn trước đó. Nhưng hắn vẫn cứng cổ nói, bản tọa ngộ ra luân hồi một chút thành tựu, nhớ lại những manh mối về bảo vật giấu ở trấn cổ hoè. Để ta đoán xem, chẳng lẽ là nhớ lại nơi Tần giáo chủ chôn giấu bảo vật có liên quan đến cây hoè. Mễ đại nhân, Tần Thiên và hóa thần kỳ sau lưng Tần Thiên đều giật mình. Sao đối phương cũng biết điều này? Chẳng lẽ đối phương thực sự là Thiên Đình giáo, tìm được Tần giáo chủ chuyển kiếp? Khóe miệng Lục Dương nở nụ cười bí ẩn, khiến ba người kinh ngạc không thôi. Thực ra điều này rất dễ đoán, nếu Cửu U giáo thực sự biết bảo vật ở đâu, thì đã sớm phái người lấy bảo vật đi rồi, nào đợi đến hôm nay. Lời giải thích duy nhất là Cửu U giáo đã biết manh mối, và manh mối đó khá mơ hồ. Manh mối là gì? Không gì khác ngoài cây hoè. Cho dù Lục Dương đoán sai manh mối mà Cửu U giáo nắm giữ, thì manh mối mà hắn nói cũng là sự thật. Lục Dương thấy phản ứng của Tần Thiên, liền biết mình đã đoán đúng. Mễ đại nhân là người từng trải, biểu cảm sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Tần Thiên chưa từng trải sự đời, chỉ cần dụ dỗ một chút là ra. Mễ đại nhân giả vờ bình tĩnh, điều này không nói lên điều gì. Trấn cổ hoè nổi tiếng nhất là cây hoè, manh mối không liên quan đến cây hoè, chẳng lẽ còn liên quan đến ma nữ? Loại manh mối này chỉ cần nghĩ một chút là có thể nghĩ ra. Xem ra các ngươi cũng chỉ biết được manh mối như vậy. Cái gì? Lục Dương lắc đầu tiếc nuối. Không ngờ Cửu U ngày xưa sánh ngang với Thiên Đình, ngày nay đã suy tàn đến mức này. Ta đã nói, Thiên Đình giáo chúng ta đã tìm thấy Tần giáo chủ chuyển kiếp, từ lâu đã biết vị trí của bảo vật từ miệng Tần giáo chủ chuyển kiếp. Không thể nào. Tần Thiên phản bác trước tiên, bị mọi người có mặt ở đó phớt lờ. Hóa thần kỳ sau lưng hắn động sát tâm, muốn giết chết bốn người Lục Dương ở đây, nếu không hậu họa quá lớn. Hắn suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định này. Đối phương rõ ràng là không sợ mình, với tư cách là thiên tài thời thượng cổ, sao có thể không có vài lá bài tẩy bảo vệ tính mạng. Giết không được bọn họ bây giờ, sau này Cửu U giáo và Thiên Đình giáo kết thành đồng minh, xui xẻo chính là mình. Lục Dương xua tay, hoàn toàn không coi Mễ đại nhân ra gì, không tin ư. Cửu U giáo các ngươi đã đánh mất quá nhiều truyền thừa, không tin cũng là chuyện bình thường. Thôi vậy, ta sẽ tìm ra thứ mà Tần giáo chủ giấu đi. Mễ đại nhân không cảm thấy Lục Dương kiêu ngạo, đối phương là người để Ứng Thiên Tiên ra tay ngăn chặn con đường thành tiên. Là thiên tài tuyệt thế thời thượng cổ, sao có thể để hắn là nguyên anh kỳ bình thường trong mắt. Không chỉ Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên phía sau Lục Dương đều có thái độ này. Trong đó Tần Nghiên Nghiên diễn xuất kém nhất, tối hôm qua đã tập luyện cả một đêm. Lý Hạo Nhiên không biết là trời sinh như vậy hay do ảnh hưởng của mảnh ký ức, diễn một lần đã thể hiện được thái độ này, khiến Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vỗ tay khen ngợi. Lục Dương quay người bước vào ngôi miếu đổ nát, khiến Mễ đại nhân khá ngạc nhiên. Vào đi, để các ngươi tận mắt nhìn thấy. Cửu U giáo các ngươi bị chính đạo áp bức quá lâu, trốn chui trốn nhủi, trở nên không dễ dàng tin tưởng người khác, điều đó có thể hiểu được. Lục Dương đi thẳng vào chính điện, Mạnh Cảnh Chu ba người và ba con quỷ nữ đi theo sát phía sau, Mễ đại nhân và Tần Thiên đi cuối cùng. Chính điện vẫn đổ nát như cũ, nửa pho tượng Phật, cửa sổ cũ kỹ, xà ngang trên đỉnh bị nứt, hương khói ảm đạm trên bàn thờ. Bụi bặm rơi trên tường gạch nung đã che lấp nhiều hoa văn và chữ viết, khiến người dân trấn cổ hoè quên mất mục đích ban đầu khi xây dựng ngôi miếu. Lục Dương ngẩn người nhìn cảnh này, dường như gợi lại ký ức thời thượng cổ, như thể Thiên Đình cũng giống như ngôi miếu bị người ta lãng quên này, cũng bị người ta lãng quên. Nhớ lại lúc đó, ai mà không biết đến uy danh của Thiên Đình. Hắn lẩm bẩm, vừa khéo để Mễ đại nhân và Hóa thần kỳ có thể nghe thấy. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.
Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.